Anh em chào, anh em đã đến với cửa hàng em Tùng Audio Hải Dương. Anh em đang cần mua đẩy công suất, các bác đang muốn nâng cấp từ âm ly chuyển sang đẩy công suất, hoặc có thể đến với cửa hàng trang bị âm thanh điện tử, trị trường âm thanh. Và bên em Tùng Audio cũng đang là một trong những đơn vị mà đang có rất nhiều những mẫu đẩy công suất, và một trong những phiên bản giá rẻ nhất của bên em đang xả hàng đó chính là dòng đẩy Lex LA650, một trong những mẫu đẩy công suất gia đình đủ khỏe để các anh em có thể chơi với những cặp loa từ bát 20 cho bát 30 với chế độ âm thanh lực khỏe này, chắc tiếng là sáng tiếng lời, hỗ trợ cho anh em nghe nhạc hát cao kỳ gia đình trên những cặp loa khỏe khoắn nhất và không hiện tượng là bị rè loa hay bị ù rú cả. Và đây là một trong những mẫu đẩy mà em thấy là rất nhiều bác nâng cấp từ âm ly sang và đánh giá rất là cao, cảm thấy rất là hài lòng khi xuất hiện trong khóa gia đình. Một trong những mẫu đẩy giá rất là hấp dẫn mà anh em có thể mua và lựa chọn nâng cấp ngay tại sản phẩm âm thanh gia đình của nhà mình. Và chúng ta đang có những cặp loa bát 30 đang sử dụng côn 75-76 chẳng hạn, đấy, trở kháng tầm 4-8 ohm, chúng ta hoàn toàn để lựa chọn ngay đến mẫu đẩy Lex LA650. Và cái điều đặc biệt ở trên mẫu đẩy này có sử dụng là 24 sò LJBK, đấy là phiên bản sò đắt tiền đúng không anh nhá. So với những phiên bản sò thông thường ấy thì âm thanh của dòng sò LG này nó sẽ sáng và sạch tiếng, cũng như là khỏe hơn, nực hơn rất nhiều. Đấy, anh em mình chơi những cái dòng đẩy như thế này nó sẽ phát huy tối đa công dụng trên những cặp loa. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio lên sóng, đây là thiết bị đẩy công suất Lex LA650, model sẽ là LA650 các anh em. Dòng này sẽ là 650W một kênh, hai phím chia đáp cho anh em tăng giảm âm lượng với hai kênh. Đấy, công tắc nguồn thiết kế trục rập phía trong đảm bảo an toàn cho việc nhà có trẻ nhỏ. Đấy, và có lớp bảo vệ bên ngoài cho các anh em. Cái dòng này thì sẽ là size 2U các bác. Đấy, cái diện tích thông thường ấy, cái chiều dài sẽ là 48 và chiều sâu sẽ là khoảng tầm từ 50 đến 55 nhé các bác. Chúng ta làm sao thiết kế sao cho để tủ đồ nó dễ dàng và đơn giản. Đấy, thiết kế phía mặt sau của Lex LA650 đây các bác. Đây là dây giắc cắm nguồn các bác nhá. Đấy, và dòng này thì sẽ sử dụng rất nhiều chế độ đánh và đầy đủ các chế độ để anh em có thể ghép lối cặp loa qua dây giắc truyền thống này, đầu dây giắc lưu trích này, có cầu chì nhé các bác. Và chúng ta sẽ có các đường cổng ca lông in out để anh em link sang các cục đẩy công suất, hoặc là ghép nối các thiết bị cơ bản như là vang, lâm tiếng lạc gì vân vân. Chế độ đánh thì dòng đẩy LA650 sử dụng rất nhiều chế độ đánh khác nhau, Sitel, Banel, Bride, đấy những chế độ cơ bản của trên những mẫu sản phẩm đẩy rồi. Chúng ta có thể lựa chọn sử dụng các cái chế độ đánh này. Thường thường thì em sẽ gặp về chế độ Sitel, tức là chế độ mà riêng biệt từng kênh, từng cổng cho anh em, chúng ta có thể đánh với những cặp loa. Đấy, và anh em có thể chơi theo các chế độ đánh tùy các anh em lựa chọn. Và dòng này sử dụng hai quạt gió làm mát đi kèm phía sau nhé. Khi chúng ta bật đẩy công suất lên thì luôn luôn quạt sẽ chạy và để làm mát cái phần nội thất bên trong, phần ruột nguồn. Đấy, anh em có thể chơi lâu dài ổn định với những mẫu đẩy Class AH, những phiên bản đẩy truyền thống. Và ngày hôm nay thì em sẽ cùng anh em trải nghiệm âm thanh đến từ dòng đẩy Lex LA650. Ở đây thì em sẽ kết nối trực tiếp của anh em nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng đẩy này. Em sử dụng những cặp loa bát 30 nhé các bác. Đấy, và cũng không kết nối với bất kỳ một thiết bị nào hỗ trợ cả, tức là em sẽ sử dụng âm thanh trực tiếp luôn từ đẩy công suất ra để loa để anh em nghe thử âm thanh luôn, chứ không qua các thiết bị như là vang hay là lâm tiếng lọc xì vân vân. Đấy, để anh em nghe được cái chế độ âm thanh tốt nhất đến từ dòng đẩy Lex LA650 thì các anh em hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh cùng với em với mẫu đẩy Lex LA650 này các bác nhé. Với cái phiên bản đẩy công suất như thế này ấy, thì âm thanh ra rất là lực tiếng. Các anh em nghe âm thanh, các anh em sẽ thấy ngay, sẽ cảm nhận được ngay một chế độ âm thanh nhạc vô cùng chuyên nghiệp đến từ dòng đẩy Lex LA650. Ở đây em sử dụng cặp loa JB Osa, đây cặp loa bass 30 với cái công suất cũng tương đối lớn, từ 300 cho đến 450W. Anh em có thể nghe thử âm thanh nhạc. Âm thanh của Lex LA650 phiên bản đầy công suất, các bác nghe âm thanh của loại sò LJBK trên dòng Lex LA650 chưa ạ? Tiếng sáng sạch, nghe uy lực của các bác nhá. Ở đây em vặn với công suất khoảng tầm 30% thôi, nhưng mà nghe âm thanh dẫn cặp loa cũng đủ làm cho các anh em cảm nhận được chế độ âm thanh vô cùng sôi động rồi. Bây giờ nếu các anh em đang có nhu cầu mà đang muốn thay âm ly thì cục đẩy công suất, chúng ta đi mua cục đẩy hoặc là đến với cả em Tùng Audio. Đây là một trong những mẫu đẩy giá bình dân
rẻ, chất lượng để các anh em có thể lựa chọn nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình để đánh ra những cặp loa chế độ âm thanh nhạc sôi động và chuyên nghiệp nhất. Và nếu như anh em có nhu cầu cần mua đẩy Lexa 650, các bác có thể liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio theo số điện thoại 0979 629 336 đặt hàng sẽ ngay cho mình mẫu đẩy công suất, chất lượng, giá rẻ gia đình. Xin chào các bác.